Xin chào tất cả mọi người, Quỳnh Nga đã quay trở lại rồi đây. Thì đã có rất là nhiều chị em có inbox riêng cho Nga cũng như hỏi Nga rằng là cái bí quyết chăm sóc da của mình như thế nào. Ngày hôm nay thì Nga nhân cái clip này thì Nga sẽ chia sẻ luôn với mọi người. Mỗi một ngày Nga thường làm việc rất là nhiều thời gian, cũng như là thường xuyên phải make up đối diện với cả ánh đèn này, rồi là khói bụi nữa. Và cái bí quyết mà Nga để dành cho cái làn da của mình thì đó chính là một cái lọ serum. Và mới đầu thì Nga cũng cảm thấy rằng là không biết rằng là nó có cái công dụng thần kỳ như là lời của một chị bạn thân nói với Nga như vậy không. Nhưng mà sau khi dùng thì Nga cảm thấy rằng là cái lời nói của chị nói với Nga hoàn toàn là sự thật. Điều đầu tiên là Nga thấy da của mình như được cấp ẩm, mịn màng hơn, sáng hơn, trắng hơn. Và hơn hết rằng là những cái đốm nâu của Nga sau khi mà dùng cái thời gian thì Nga thấy nó bắt đầu mờ dần đi. Và nhân tiện cái clip này thì Nga sẽ chia sẻ về bí mật đó cho tất cả các chị em. Đó chính là lọ serum này mang tên là Serum Rapori. Thì Nga có tìm hiểu ở trên cái sản phẩm này thì nó có chứa công thức của NAG+, một cái thành phần rất là tốt ở trên da và rất ít những cái sản phẩm kem dưỡng cũng như là serum có. Và khi mà Nga tìm hiểu thì cái sản phẩm này được xuất xứ từ Nhật Bản thì Nga lại càng yên tâm hơn. Đó là một cái đất nước mà họ có một cái chính sách cũng như là một cái công nghệ dành cho làn da rất là cẩn thận cũng như là rất là tin tưởng. Và cái lọ serum này thì Nga mang đi thường xuyên phải đi quay phim ở những cái tỉnh rất là xa thì Nga chỉ cần mang mỗi cái lọ serum này đi thôi và dùng sáng tối một ngày 2 lần. Và hơn hết rằng là mọi người có thể để ý rằng là dưới cái vùng mắt của mình là cái vùng mà rất dễ bị nhăn hay là cái vùng khóe miệng, thì khi mà dùng cái serum này thì nó cũng làm cho những cái vùng nhăn đấy nó mờ dần đi và nó làm cho cái da của mình nó căng mịn hơn. Đấy là cái điều thần kỳ của lọ Rapori này. Sau 1 tháng sử dụng, Nga cảm thấy là cái da của mình nó có sự cải thiện rõ rệt. Những cái vết chân chim, những cái vết đồi mồi ở dưới mắt này, rồi là những cái đốm nâu ở trên da của mình nó mờ hẳn đi. Và rất là nhiều chị em inbox cho Nga hỏi Nga là Nga đã dùng sản phẩm gì để chăm sóc da. Thì Nga không thể inbox cũng như là trả lời mọi người hết được. Thì nhân cái clip này, Nga xin chia sẻ với mọi người để giúp mọi người có một làn da như mình. Như mọi người thấy rằng là bản thân Nga đã ngoài 30 rồi mà Nga vẫn có thể đóng được những cái vai là 20 mấy tuổi, rất là trẻ trung. Vậy nên là làm sao để có được một làn da mịn màng và trắng sáng như này thì đây chính là một bí quyết của làn da của Nga. Và Nga hy vọng rằng là đây là một cái bí mật mà xin chia sẻ mọi người để giúp tất cả các chị em đều có mong muốn có một làn da trắng mịn như Nga. Chúc mọi người sẽ có một làn da được như ý muốn sau khi sử dụng serum Rapori của Nhật Bản này nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.